Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ, hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận bản thân không còn trẻ để thể hiện trôi chảy trong phiên tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng khẳng định mình đủ sức và đủ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, theo hãng tin Reuters. Theo đó, sau phiên tranh luận tối ngày 27 tháng 6, ông Biden đã thừa nhận về sự hoài nghi và chỉ trích từ các cử tri vì mang thể hiện ngập ngừng và quanh co, được cho là do vấn đề tuổi tác. Đáp lại, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông biết mình không phải là một thanh niên, không thể trình bày một cách rõ ràng, mạnh mẽ. Tôi không còn đi lại dễ dàng như trước, nói chuyện không còn trôi chảy như xưa, tranh luận cũng không còn hiệu quả như trước. Nhưng tôi sẽ không tranh cử nếu tôi không tin tưởng rằng mình đủ sức đảm nhiệm công việc này, ông Biden nói với những người xung quanh ủng hộ phiên tranh luận. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận bản thân không còn trẻ để thể hiện trôi chảy trong phiên tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, có thông tin rằng một số đảng viên Dân Chủ dường như mong muốn được đại diện đảng trong cuộc đua Tổng thống sắp tới sau khi mối nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Biden gia tăng. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông Michael Taylor nói rằng không có cuộc thảo luận nào như vậy diễn ra. Ông Michael nói, chúng tôi thà có một đêm tồi tệ, còn hơn là một ứng cử viên có tầm nhìn tồi tệ. Sau phiên tranh luận, nhiều ứng viên Dân Chủ từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông Biden, nhưng cho biết họ cam kết ủng hộ đảng Dân Chủ trong cuộc đua sắp tới. Tôi ủng hộ đa số Dân Chủ tại Thượng viện. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành lại Hạ viện vào tháng 11. Reuters dẫn lời ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ, với câu hỏi liệu ông Biden có nên tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng hay không. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Chuck Reed cho rằng đó là quyết định của Tổng thống. Trong khi đó, một số nhân vật cấp cao nhất của đảng Dân Chủ, bao gồm cả cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Tổng thống Barack Obama, nói rằng vẫn ủng hộ ông Biden. Ông Obama viết trên X, trước đây là Twitter. Những đêm tranh luận không thành công vẫn xảy ra. Tin tôi đi, tôi biết điều đó. Nhưng cuộc bầu cử này vẫn là sự lựa chọn giữa một người đã đấu tranh cho người dân bình thường và một người chỉ quan tâm đến bản thân mình. 9 giờ tối 27 tháng 6 giờ địa phương, tương đương 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bắt đầu phiên tranh luận đầu tiên do đài CNN tổ chức tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Trong phiên tranh luận, mỗi bên có một phút để trình bày quan điểm, sau đó mic sẽ bị tắt và chuyển sang lượt nói của đối phương. Hai bên tiếp tục chỉ trích nhau về nhiều vấn đề, gồm bức tranh kinh tế Mỹ, vấn đề phá thai, chiến sự Nga-Ukraine, vụ bạo loạn điện Capitol hồi ngày 6 tháng 1 năm 2021, cuộc rút quân của Mỹ ở Afghanistan. Khởi đầu cuộc tranh luận, hai nhân vật này tung ngay các lập luận về vấn đề lạm phát và nền kinh tế Mỹ. Ông Biden được hỏi rằng, ông sẽ nói gì với những cử tri nghĩ rằng cuộc sống của họ tệ hơn so với thời ông Trump làm tổng thống. Tổng thống đương nhiệm lập tức quy trách nhiệm cho người tiền nhiệm. Phải xem tôi được thừa hưởng điều gì khi trở thành tổng thống. Ông Trump đã để lại cho tôi những gì, khi đó nền kinh tế đang rơi tự do, đại dịch thì được xử lý quá tệ, nhiều người chết, không có việc làm, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 15%, ông Biden nói. Tổng thống Biden đánh giá rằng nền kinh tế đang bùng nổ và hầu như chưa bao giờ tốt hơn như hiện nay, dù vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Đáp lại, ông Trump khẳng định đất nước đã có một nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử dưới nhiệm kỳ của mình. Tiếp đó, cựu tổng thống Trump nói rằng nền kinh tế Mỹ hiện đang sụp đổ và hoàn toàn hỗn loạn. Về vấn đề phá thai, cựu tổng thống Trump hoan nghênh quyết định của tòa án tối cao khi hủy bỏ phán quyết trong vụ kiện Roe và Wade năm 1973 vốn công nhận quyền phá thai theo hiến pháp của phụ nữ và hợp pháp hóa việc này trên toàn quốc. Trong khi đó, tổng thống Biden cam kết sẽ khôi phục phán quyết này. Ông Trump cho biết ông sẽ không ngăn chặn thuốc phá thai nếu đắc cử, nhắc lại lập trường của ông rằng các quy định về phá thai nên do các tiểu bang quyết định. Tổng thống Biden phản bác, nói rằng việc lật ngược phán quyết Roe và Wade là một điều khủng khiếp. Ông Biden lập luận rằng các chính trị gia không nên tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Ý tưởng rằng các chính trị gia là những người đưa ra quyết định về sức khỏe của phụ nữ là rất vô lý. Không một chính trị gia nào nên đưa ra quyết định đó mà phải là bác sĩ, ông Biden nói. Ông Trump tuyên bố ông có thể giải quyết nhanh chóng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngay trước khi nhậm chức, với điều kiện ông phải thắng cử vào tháng 11 năm nay. Tôi sẽ giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, với tư cách là Tổng thống đắc cử của Mỹ trước khi tôi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, ông Trump nói.
Phần mình, ông Biden phản pháo lại đề xuất của ông Trump về Ukraine, cáo buộc cựu tổng thống muốn rút Mỹ khỏi tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và gây ra một cuộc chiến tranh lớn hơn ở châu Âu. Theo CNN, ông Trump đã được hỏi trực tiếp về vai trò trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thời điểm đó, đám đông ủng hộ ông Trump đã gây hỗn loạn tại điện Capitol nhằm ngăn cản ông Biden trở thành tổng thống. Cựu tổng thống không trả lời trực tiếp câu hỏi, mà thay đó cố gắng chuyển hướng sự chú ý vào kế hoạch tranh cử. Để tôi kể cho bạn nghe về ngày 6 tháng 1. Vào ngày 6 tháng 1, chúng ta có một biên giới tuyệt vời khi gần như không ai vượt biên. Vào ngày 6 tháng 1, chúng ta độc lập về năng lượng. Vào ngày 6 tháng 1, chúng ta có mức thuế thấp nhất từ trước đến nay. Vào ngày 6 tháng 1, chúng tôi được tôn trọng trên toàn thế giới, ông Trump nói. Sau đó ông Trump đổ lỗi cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ, khi đó là bà Nancy Pelosi, vì đã từ chối cơ hội triển khai lực lượng vệ binh quốc gia. Phiên tranh luận kết thúc, ông Trump và ông Biden ra về. Theo CNN, đệ nhất phu nhân Jill Biden đã đi cùng ông Biden đến Atlanta tham gia phiên tranh luận. Trong phiên tranh luận, ông Biden đã châm biếm ông Trump liên quan vụ ông Trump bị bồi thẩm đoàn ở New York kết luận phạm 34 tội danh hình sự trong vụ xử ông chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels. Một kẻ phạm trọng tội đang đứng trên sân khấu này chính là người đàn ông mà tôi đang nhìn vào lúc này, Tổng thống Biden vừa nói vừa nhìn ông Trump. Đáp lại, cựu Tổng thống Trump nói rằng, ông Biden nhắc đến một kẻ phạm tội, nhưng con trai Hunter Biden của Tổng thống đương nhiệm lại là một tội phạm bị kết án ở mức độ rất cao. Ông Trump cũng cảnh báo rằng ông Biden có thể bị kết án sau khi mãn nhiệm vì những gì ông Biden đã làm trong thời gian qua. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ giới tỷ phú khi cuộc đua Tổng thống Mỹ 2024 ngày càng gần. Theo tờ Business Insider, một loạt tỷ phú muốn ông Trump tái đắc cử từ những người quen biết, cựu tổng thống nhiều năm đến những nhân vật tương đối mới. Ngoài ra, những tỷ phú này cũng đa dạng các ngành nghề, từ tỷ phú công nghiệp đến giới tinh hoa. Tờ The Guardian đưa tin, hồi tháng 5, tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, cùng doanh nhân kiêm nhà đầu tư David Sacks, được cho là đã tổ chức một bữa tiệc tối bí mật gồm các tỷ phú và triệu phú ở khu Hollywood, thành phố Los Angeles, Mỹ, với mục đích đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng. Danh sách khách mời có doanh nhân Peter Thiel, người đồng sáng lập công ty dịch vụ thanh toán PayPal, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, tỷ phú Michael Milken, tỷ phú Travis Kalanick và bộ trưởng tài chính Mỹ dưới thời ông Trump, ông Steven Mnuchin. Chưa dừng lại ở đó, nhiều tỷ phú Mỹ cũng cam kết chi mạnh cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ngày 31 tháng 5, bà Miriam Adenson, vợ ông trùm sòng bạc xe Don Adenson nói rằng sẽ một lần nữa ủng hộ ông Trump. Bà Adenson hứa sẽ quyên góp ủng hộ gìn giữ nước Mỹ, một ủy ban hành động chính trị PAC, ủng hộ ông Trump và đảng Cộng Hòa. Năm 2020, bà Adenson là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng như các ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa. Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Blackstone, ông Steve Schwartzman, cũng từng ủng hộ hàng triệu USD cho ông Trump và đảng Cộng Hòa hồi năm 2020 sau vụ bạo loạn đồi Capitol năm 2021 vì tỷ phú này đã chỉ trích ông Trump. Tuy nhiên tháng trước, ông Schwartzman nói rằng sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vì sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ. Hồi tháng 3, ông Isaac Bermuter, cựu chủ tịch công ty giải trí Marvel Entertainment và vợ ông đã quyên góp mỗi người 5 triệu USD cho tổ chức Right for America, một siêu PAC, ủng hộ ông Trump. Với số tiền trên, cặp đôi đã trở thành những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất trong kỳ bầu cử này. Ngoài ra, một loạt tỷ phú từng ủng hộ cựu tổng thống Trump trong các lần bầu cử trước cũng quay trở lại tài trợ ông. Có thể kể đến như ông trùm dầu khí Harold Hamm, vợ chồng doanh nhân Richard Elen cũng đã tài trợ 1,5 triệu USD trong năm nay. Nhà đầu tư Doug Leoni, ông Casey Warren, chủ tịch và cựu giám đốc điều hành của công ty đường ống Energy Transfer Partner, ông Joe Ricketts, người sáng lập công ty môi giới cổ phiếu TD Ameritrade, tỷ phú đầu tư John Bowson, ông Woody Johnson, người thừa kế tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson. Bà Nikki Haley tuyên bố ủng hộ ông Trump. Ngày 22 tháng 5, cựu thống đốc bang South Carolina và là cựu ứng cử viên trong chiến dịch bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa Nikki Haley tuyên bố bà sẽ ủng hộ và bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới. Cựu ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, song thêm rằng ông cần nỗ lực hơn nữa. Đây là tuyên bố công khai đầu tiên sau khi bà Nikki Haley dừng chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng hơn 2 tháng trước,
đồng thời được giới phân tích đánh giá là một tin vui cho ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trước khi ông có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình với đương kim Tổng thống Joe Biden bên phía Đảng Dân Chủ. Trump sẽ rất thông minh nếu ông ấy tiếp cận hàng triệu người đã bỏ phiếu cho tôi và tiếp tục ủng hộ tôi chứ không đứng về phía ông ấy. Và tôi thực sự hy vọng ông ấy làm điều đó, bà Haley ngày 22 tháng 5 nói. Hơn 2 tháng sau khi kết thúc chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng, Haley vẫn tiếp tục giành được một lượng phiếu bầu đáng kể trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cho thấy còn một lượng lớn cử tri Đảng Cộng Hòa chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Tôi đặt ưu tiên của mình vào một Tổng thống sẽ ủng hộ các đồng minh của chúng ta và buộc đối thủ của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Người sẽ bảo vệ biên giới mà không có thêm bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Một Tổng thống hiểu rằng chúng ta cần ít nợ hơn chứ không cần nhiều hơn, bà cho biết thêm. Trump không hoàn hảo trong những chính sách này. Tôi đã nói rõ điều đó rất nhiều lần. Nhưng Biden là một thảm họa, vì vậy tôi sẽ bỏ phiếu cho Trump. Cựu thống đốc Nam Carolina, 52 tuổi, đã từ bỏ tham vọng vào Nhà Trắng hồi tháng 3 sau khi chịu nhiều thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa. Trước tuyên bố mới nhất, Haley chưa bao giờ trả lời câu hỏi liệu bà có dành ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc đối đầu với Tổng thống Joe Biden hay không. Mặc dù đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với cựu Tổng thống, Haley từng nói tại một sự kiện của Viện Hudson, tổ chức tư vấn bảo thủ có trụ sở ở Washington rằng bà đang thúc giục ông Trump hãy đối xử tốt hơn với nhóm cử tri ủng hộ bà. Trump và Haley từng chỉ trích nhau gay gắt khi hai người tranh giành suất đại diện Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống. Cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc cảnh báo việc đề cử ông Trump sẽ khiến Đảng Cộng Hòa thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11. Haley cho hay đa số cử tri đều phản đối cuộc tái đấu giữa ứng viên hỗn loạn Trump, 77 tuổi, và đối thủ Đảng Dân Chủ Biden, 81 tuổi, hai người mà bà cho rằng đã qua thời đỉnh cao. Trump ngày càng trở nên xấu tính và khó chịu hơn, Haley nói trước thất bại ở bang Nam Carolina, quê nhà của bà. Hồi tháng 2, ông ấy hoàn toàn bị phân tâm và nghĩ mọi thứ đều xoay quanh mình. Ông ấy bị ám ảnh bởi những con quỷ trong quá khứ đến mức không thể tập trung vào tương lai mà người Mỹ xứng đáng có được. Bà chỉ trích việc ông Trump công kích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và liên tục đề cập đến việc ông phải ra hầu tòa vì hàng loạt cáo trạng và vụ kiện hình sự. Chi 50 triệu đô la Mỹ đóng góp cho chiến dịch tranh cử vào các sự kiện cá nhân là không bình thường, bà nhấn mạnh. Việc đe dọa những người ủng hộ, đối thủ của bạn là không bình thường và kêu gọi Nga tấn công các nước NATO cũng không bình thường. Trump đáp lại bằng cách dứt khoát loại bỏ bà ra khỏi danh sách ứng viên phó tổng thống tiềm năng cùng đồng hành với ông. Các cuộc bầu cử sơ bộ đã vạch ra khuyết điểm quan trọng của Trump, cho thấy cựu tổng thống đang không thể lôi kéo những cử tri ôn hòa, độc lập và có học thức cao mà ông rất cần để giành chiến thắng trước đối thủ Biden. Việc bà Haley công khai ủng hộ ông chắc chắn là một lợi thế to lớn đối với Trump trước Đại hội Đảng Cộng Hòa vào tháng 7, giới quan sát đánh giá. Trong lúc đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang nỗ lực thu hút những người ủng hộ bà Haley. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.